Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay á, mình chia sẻ với các bạn nè. Cái này á, là bò nè các bạn à, bò này á, là bò tơ Tây Ninh nha các bạn à. Bây giờ á, mình sẽ sơ chế cái món bò này để mà mình làm cái món gì các bạn biết không? Bò nhúng giấm à, mình sẽ ăn với lại bánh tráng nha các bạn. Nè các bạn nhìn xem nè, bò này á, là có da nữa nha các bạn. Đó, da này nó mềm dữ lắm luôn á cả nhà, nó mềm nhiều lắm luôn, thịt thì nó rất là ngon nha các bạn. Bây giờ á, mình sẽ vào bếp để mà mình làm giấm đặng chút nữa mình sẽ trụng bò mình ăn với lại bánh tráng nha cả nhà. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp là với mình nha các bạn ơi. Các bạn ơi, mình ăn bánh tráng với lại bò các bạn. Bây giờ á, mình sẽ cắt thêm mớ rau nha các bạn để mà mình ăn chung nha. Nè, rau sống ở vườn nhà mình nè các bạn. Đó, các bạn nhìn xem, ngon lắm luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Rau non non không à các bạn ơi. Nè, cái đọt này nè, ngon lắm luôn. Mình sẽ cắt cái đọt này nha. Cái rau này mình quên tên nó rồi các bạn. Đó. Tự nhiên cái mình quên cái tên của nó luôn. Mình không nhớ tên nó các bạn ơi. Rồi mình sẽ cắt nha cả nhà ơi. Đi qua đây nè, cắt nữa nè các bạn ơi. Đó, cái vườn rau chỗ này ngon chưa? Cắt thôi. Quá trời luôn. Đó. Bỏ vô. Đã lắm luôn. Rồi được rồi các bạn ơi, một gỗ. Bây giờ mình sẽ đi vô để mà mình rửa mình lặt nữa các bạn ơi. Ô, cái đường đi vô khó quá cả nhà ơi. Có trái cốc chín, ông xã mình mới đổ đất ở đó đó các bạn, cho nên khó đi lắm. Mới đổ đất vô vườn rau khó đi dữ lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ rửa rau các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lặt rau nha các bạn. Cái rau này các bạn nhìn xem nè, nó tươi tốt hơn không à. Ăn cái bánh tráng á các bạn, là mình ăn rau này nhiều dữ lắm luôn. Bởi vì mình sẽ lặt rau này nhiều nhiều vô đặng chút nó ăn cho nó ngon. Các bạn biết không, cái ở nhà của mình á có trồng một đám rau như vậy nè, thì mình đỡ tốn tiền đi mua rau lắm luôn cả nhà. Chứ để máy đi mua rau á là mất tiền dữ lắm luôn á. Các bạn ơi các bạn xem kênh của mình á, các bạn yêu thích mình á, các bạn nhớ cho mình một lượt đăng ký với lại một lượt like với nghe cả nhà, đặng động viên mình với nha, đặng cho mình ra video tiếp theo nữa cho các bạn xem nha. Mình chia sẻ những cái món ăn ở nhà mình á, nhà mình á, ăn món gì á thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ cho mình một like một đăng ký nha cả nhà, cho mình một động lực đi các bạn ơi, đặng mình có tinh thần để mình làm video tiếp theo nữa cho các bạn mình xem nha. Mỗi lần mà mình chia sẻ những món ăn ở nhà mình lên cho các bạn xem đó, mình thấy các bạn xem và ủng hộ mình á là mình vui lắm luôn á các bạn. Bởi vậy ngày nào mình cũng tranh thủ mình cho ra video hết trơn à, đặng cho các bạn xem á. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa rau nha cả nhà ơi. Rồi mình lên mình sẽ làm cái giấm á các bạn, nước giấm á. Đặng chút nữa cái mình chấm với lại mình nhúng vô mình ăn với lại bò. Rồi rau của mình đã xong. Mình nói ba điều bốn chuyện thì rau của mình có cuộc rồi, cũng đã xong rồi các bạn ơi. Để mình rửa các bạn.
rau này á, là rau sạch đó các bạn, ở nhà mình trồng không có phân thuốc gì đâu các bạn ơi, tự nó tưới nước và tự nó lớn lên nó sống, không có thuốc men gì hết trơn à. Mà rau rất là thơm nha các bạn, tốt mà thơm nữa. Cái lá của nó không có dày quá, cái lá của nó mỏng mỏng như dừa hả các bạn, nó không có dày. Bởi vì ăn rau này á, ở xóm nhà mình bạn bè anh em đồ đi lại á, ăn rau này ai cũng khen hết trơn, nó ngon dữ lắm. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nấu cái nước giấm nha các bạn. Bắt chảo lên để mà mình nấu nước giấm. Mình sẽ chế dầu vô nha các bạn. Mình đổ hành tây vô. Ủa, cái này là hành tím chứ quên. Mình đổ hành tím vô, mình phi cho nó thơm các bạn ơi. Rửa nhỏ lại. Tím của mình bây giờ nó cũng đã thơm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chế giấm vô nha. Xong rồi giờ mình sẽ chế thêm miếng nước vô nữa. Giờ mình sẽ chế thêm nước mắm vô nè các bạn. Chế một miếng cà no. Chứ cái này đường nè, đường thì mình để hơi nhiều nha các bạn, tại vì mình làm chua ngọt đó các bạn. Xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ bột nêm vô. Còn cái này là ngò gai, bỏ vô luôn. Nấu cho nó sôi lên là được rồi các bạn. Mình không bỏ ớt ngang chút xíu, nó ăn rồi mới bỏ nha các bạn. Đó, như vậy là cái món bò nhúng giấm của mình đã làm cái nước nhúng giấm rồi đó các bạn. Nước giấm rồi nè, mình đem ra ăn thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là cái chén nước chấm bò nghe các bạn, khóm với lại mắm mắm nêm nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Ớt, tỏi với lại mắm nêm với đồ nêm nha. Bột ngọt đường nha các bạn. Cô bỏ ớt muối nè. Thôi không có ớt đó đâu. Nó thơm. Rồi mình mời các bạn cùng ra ăn nha các bạn. Mình đã trang trí hết trơn rồi. Bây giờ đi ra ăn được rồi các bạn ơi. Cái này là cái món gì không biết luôn. Đẩy hết trơn rau lại luôn rồi. Lá quế không à? Lá quế không à, chứ không có thấy bò. Giữ rau rồi bỏ vô kia rồi. Để đâu? Thôi kệ, để y vậy đi, bên ăn rau, bên ăn thịt. Rồi các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình cùng ăn bò nhúng giấm nha các bạn. Làm xong rồi đó. Chào các bạn đi anh ơi, chào các bạn đi anh. Anh, vô. Rồi. Nó lại nhiều cái chó. Nó chạy về nhà nó sao mày? Có con khôn mấy cái vụ, chó khôn mấy cái vụ. Nó về đâu ở đó. Mẹ dắt về. Nó là nhốt, nó nhốt thì là. Mà có con mẹ nó luôn không? Không, không có thấy mẹ. Vậy hả? Nó cái dễ nó bỏ miếng dưa, miếng rau cộng với bệnh với rồi. Anh mà anh chủ yếu ăn thịt thôi. Lấy thêm cái dĩa bự á anh, đặng đựng hai cái luôn. Cái dĩa gào nãy hái á, bự chà bá luôn. Bò ở đây nè các bạn. Để rau củ hành gì rau lên hết nó đầy luôn rồi, liếp hết trơn rồi.
ngon quá, ngon quá. Cái này là để củ tím, củ hành tím. Củ này bò quá chứ. Mấy con bành bành không ai bán được. À. Đấy. Sao không được? Có mắc quá là không mua, chứ mẹ không mắc quá là không mua, chứ nó bò không được. Bò hình như là ngày nào ngoài chợ cũng có tiêu thụ ha. Ê Tư, Tư, điện con vợ vô. Làm. Mấy giờ mới về? Con bữa 6 giờ, bữa 8 giờ. Bữa nay dắt đi mà mình quay gõ ghê luôn ta. Ê ngồi đàng hoàng đúng không? Anh Sáu bữa nay anh Sáu mặc áo đẹp. Anh Sáu mặc áo đẹp quá. Giờ ở từ chiều giờ có nhỏ chưa? Chút chạy ngang mua nó chừng nửa ký bỏ ký bỏ vô. Từ giờ. Người năm cơm quên mình đó đâu. Vô cả nhà ơi, vô. Con đó với con lấy là con rơm á. Con mở con rơm mở cái đó. Không, không có nào có rơm. Lúc đó có mày giờ có mày chạm vàng có đăng biên á, nó nhỏ nhỏ thôi mà chứ không bự. Đăng biên là nó là năm đã đăng biên là nó còn nắm này nó ăn thui để em bán rồi mình chi em rồi con nắm này quá cũng ngon đây. Cái nắm rơm ở dưới quần áo có thì dưới thằng đó chỉ ngon ngủ thôi. Nó không rơm còn cái này ông dân nói cái này hồi nữa nó chết bà ăn bình lưỡng gì đúng vô đi ăn đi ăn đi cả nhà ơi nắm bự kìa nắm thì tại coi đúng mà cây chặn đen chú cây cái dừa ủ lại nên mèo ngon mèo tạo cái lá chuối nấu cũng cái nấu mỏng đậu phộng nấm lên ngon rải đắt cũng liền rau này là cắt vô xong là ăn liền luôn. Cũng ngon. Tám chín đồng mày nghe chưa? Ừ. Bữa nay nhổ mới có 2-3 lít. Hai chín nè. Trong từng ngày quá đây thôi. Đám cưới nữa. Cưới đâu nữa? Tú quá. Chạy cưới. Chính ngày bữa nay. Bữa nay ngày đám cưới gì anh? Bữa nay mới đi ở đây về, đám giỗ. Ông Tú lắc mà cưới vợ gì nữa? Giỗ. Giỗ về ra là gấp ra chứ để không thích không? Ăn vô trộn liền. Trộn liền trộn cái ăn cũng tái tái. Vô. Cũng mát chứ không phải đâu. Cái hoa lan này tới giờ nó không tàn luôn à ha. Đây nè, nó tươi tốt hoài vậy. Mày tao đổ nó lên không nổ lên cũng được, trên cũng lên được ngon dưới. Dạ đúng rồi. Chạy luôn mẹ tháng 5 ăn đồng độ. Cầm kẹp. Cầm, dặm rồi. Cái ngắn. Đấy là dặm rồi thôi chứ. Ngắn, dặm lại nữa mấy cây kiến chập cũng cũ nghĩa. Biết sao không đậy? Cầm đắt quá. Phải trồng bữa 27, 28. Chết luôn. Rồi bỏ ra mấy kệ bạc, còn để hơn nhỏ mấy tấm mì. Bởi gì? Tao chồng mẹ nó lại đi. Nó nữa mình ăn sao mà. Bò nhúng giấm cả nhà ơi. Năm triệu hai đồng.
đất trên ngồi trên đó xuống không đậm đất nó bẻ ra luôn, với mướn đất còn đậm quá, mướn đậm đất của đông quá rồi vậy phải già luôn. Đậm có cái lối đậm đó cái lên nhìn mà cao gì đi được cái tới lúc đề xuống đầu đậm nước lên rồi nước ở ngoài trên tàn vô cái xì mậu ra trên tàn vô luôn, ở trên cái ta lấy nước cái tự động tàn xuống rồi cái đường cái quả từng cùng ta lấy nước là lùm lúa với nước thoát đâu có được quá nhiều tháng ba có thiếu mở làm không không bị hơn. Nó có nhẹ lắm mà là không có con gì nào mà cũ được cũ bự đó á, cũ lãi là lúc đầu là sạch ngon ăn đi. Mấy năm trước tao trồng là 4 mấy tấn, nhà này lên nước không được ha, hôm trước cày thôi phải không, cày giác rõ không trồng mà mường tới đây mà hôm nay tờ trồng từ đầu không mì cũng bột cao cái gì mười nhỏ thì mưa có 3 tấn mì giờ nhỏ được cái ngưng lại chứ nắm trên cũng vậy, nắm trên được có cúc trên với cúc dưới ngay giữa còn hai đầu cũng thu luôn rất là gió không yếu khó mà nó vào cái lót rồi giữ thảm tốt nó lên luôn à. Cày rồi còn làm cái mày ốm rồm nó rồi bỏ gì sao mình đâu ăn hết không có không nổi nó lẻo cày vậy coi nấu coi nấu để nó rẻ rồi để nó lại rồi nó cứ lẻo cày rẻ lên luôn nay cũng một cáo 10 nắng luôn đồng 17 10 quýnh cho mường 2, 3, 4 cái mùng 6 nghỉ luôn hôm nay nó cũng mưa lát lát cũng đỡ lại mưa lượng cây nhỏ có mấy tuần lưu lượng mưa lớn của mình đây không có mưa nữa. Không mình đây mưa lớn tuần lưu á thấy nước ơi à, lớn rồi ở ngoài đây mình mưa lớn ở ngoài con vậy không có mưa mà nhà quá không mưa ngoài nhà không mưa mà cái đất của bà thiếu bà ấy đó trồng bà xà lúa nước đầy nhóc ha cái dũng vô á bỏ chân ngang nước đầy nhóc còn đóng trên từ rồi mình uống thêm một cái nữa mình ngưng đi. Vô các bạn ơi, video mình chia sẻ cái món bò nhúng giấm cuốn bánh tráng hôm nay chia sẻ video đến đây cũng đã dài, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mấy anh em mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.